Xin chào các anh em của Cảm Game, mình là Miki và đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ khi Elden Ring chính thức ra mắt. Có lẽ đã nhiều anh em đã đánh xong hết tất cả các con boss ở Limgrave, nên hôm nay mình sẽ đưa ra bảng xếp hạng 10 con boss khó nhằn nhất tại đây. Khi xếp hạng những con boss này, mình sẽ đánh khi không sử dụng summon hay trợ giúp của người chơi khác, vì làm như vậy sẽ khiến chúng dễ hơn rất nhiều. Cũng như những nhân vật của mình cũng không vượt quá level hay cầm những vật phẩm mà bạn không lấy được dễ dàng ở đầu game. Ngoài ra, với một số con boss thì mình vẫn sử dụng Torrent vì mình thấy chiến đấu trên ngựa với một số con boss này hợp hơn. Lưu ý, mình sẽ chỉ tính một con quái là boss khi nó có thanh máu đỏ ở phía dưới. Vì vậy các con mini boss nhiều khi thực sự khó nhằn nhưng mình sẽ không để ở đây. Một lưu ý nữa đó là bảng xếp hạng dựa trên trải nghiệm của cá nhân. Một người chơi game không giỏi, vì vậy mà có thể sẽ khác so với bảng xếp hạng của các anh em. Trước khi bắt đầu video, anh em đừng ngại để lại một like, subscribe và chuông thông báo để ủng hộ cho Cảm Game nha. Còn bây giờ thì cầm kiếm lên và tiêu diệt mọi kẻ thù thôi nào. Let's go! Đây là một con boss bạn có thể tìm thấy được trong Evercore ở phía nam Limgrave. Nếu bạn là một trong những người chơi mới thì đây sẽ là một con boss ít cho bạn thời gian để thở với những đòn tấn công tương đối dồn dập. Đặc biệt khi mới đánh với nó lần đầu, việc nó sử dụng skill như tốc biến cũng sẽ phần nào khiến bạn ngợp. Nhưng tuy vậy con boss này chỉ đứng ở vị trí thứ 10 vì nó có khá ít moveset, cũng như là một con boss Glass Cannon thì cũng sẽ không quá khó để anh em vượt qua đâu. Thực sự thì sau nhiều lần chơi mình thấy con boss này cũng không khó đâu. Bị nó giết đến cả chục lần rồi thì mình cũng dần dần thuộc hết các chiêu trò của con lươn bay này. Có thể trải nghiệm của các anh em sẽ khác của mình, nhưng mỗi khi con lươn ấy khe lửa thì mình đều đứng tim vì chiêu đó có thể dễ dàng one shot người chơi. Cũng như nếu không may mình để Torrent chết thì việc chạy bộ đánh rồng cũng không khả thi cho lắm. Chính vì vậy mà mình phải sử dụng bình máu để hồi sinh cho Torrent. Chỉ có điều là như vậy thì mình sẽ không được uống thôi. Chắc điểm khó của con boss này theo mình là tập làm quen chiến đấu trên ngựa. Chắc các anh em sẽ thắc mắc tại sao con boss có thể được coi là con boss cuối cùng tại Limgrave mà lại đứng ở vị trí gần cuối cùng thế này. Thực ra thì theo câu chuyện, Godrick là một trong những người còn yếu nhất của Marika, nên việc Godrick ở đây chắc Marika cũng không sốc lắm đâu. Có thể nói thì Godrick có một lượng damage cao tương đối chẩu và là con boss có hai giai đoạn. Nhưng những điều này lại không giúp Godrick có vị trí cao hơn tại bảng xếp hạng này, vì đòn đánh của Godrick khá là dễ né, cộng với những động tác chậm mà lượng máu trâu cũng không giúp hắn thoát khỏi lưỡi kiếm của anh em. Và Leonine Misbegotten là con boss bạn sẽ đánh ở Low Diamond. Nói thật thì đây là con boss khó với lượng damage cực lớn, khá là lớn. Đây là con boss mà anh em sẽ thấy từ lúc đầu game, nhưng thật là sai lầm nếu anh em nghĩ đó là con boss anh em có thể đánh ở ngay đầu game. Con boss này có 4 chân nên chạy nhanh khủng khiếp, lượng damage thì cũng khá là nhiều, chưa kể đến bộ giáp vàng của nó khiến vũ khí của bạn nhìn như một que củi vậy. Có thể nói đây là một trong những cỗ xe tăng đầu tiên mà anh em sẽ gặp phải trong Elden Ring. Với mình thì cuộc chiến với Tree Sentinel là cuộc chiến đấu lâu dài, bền bỉ, nhưng vì là công dân Việt Nam thì chiến thuật chậm mà chắc đã ăn sâu vào máu mình rồi nên cũng không vấn đề lắm. Nhưng thực sự thì vì lượng damage gây ra khá ít nên khi đánh con boss này khá tốn thời gian. Vì vậy mà mình lại càng có nhiều thời gian để tạo ra những lỗi lầm phải trả giá bằng mạng sống. Nếu anh em đã từng nghe qua cụm từ hổ báo cáo trồn, gấu chó thì con boss này là đại diện của những cụm từ kia. Phải nói thật là con boss này luôn chạy thẳng vào và cố ôm lấy bạn. Nếu là gấu của mình cơ thì mình cũng thích chứ. Cứ cái kiểu gấu này thì mình xin pass. Chính vì việc nó luôn ôm chặt lấy bạn mà gần như bạn không hề có khoảng cách để hồi máu. Đặc biệt, đó chính là đòn tâm lý của con boss này. Nó khiến bạn hoảng và ẩn né bừa bãi. Điều này có thể dễ dẫn đến việc bạn lăn nhầm vào miệng nó. Nếu Tree Sentinel là cỗ xe tăng đầu tiên thì đây chính là chiếc xe tăng thứ hai mà anh em gặp phải. Con boss này bạn sẽ phải đối mặt nếu bạn xuống Fringe Folk, lăng mộ của anh hùng. Nghe nói đến xe tăng thì có lẽ bạn sẽ không cần mình miêu tả gì nhiều hơn về độ khó nhằn của nó rồi. Bạn hãy tưởng tượng nó là Tree Sentinel nhưng tệ hơn, to hơn, nhiều lông hơn. Con boss này có thể dễ dàng two shot, thậm chí one shot người chơi tùy vào lượng máu và giáp của bạn. Và việc học động tác của nó thì thực sự khá là khó. Nó cứ uốn lượn, đôi lúc thì nhảy lên tường để cosplay Spider-Man. Đánh nó mà mình cảm giác tiền đình luôn ý. Lần đầu mình đánh con boss này mình đã nghĩ rằng thế quái nào trong Elden Ring lại có Jedi thế này nhỉ? Mình không đùa đâu, nó thực sự giống một Jedi với một cái kiếm ánh đỏ, khả năng dùng The Force bóp của bạn và ném bạn xuống đất. Con boss này có câu trả lời cho mọi khoảng cách bạn định đánh nó. Nếu bạn ở gần thì hắn dùng kiếm để chém, nếu bạn ở xa thì hắn ném kiếm đi và điều khiển kiếm từ xa. Mặc dù con boss này bạn có thể dễ dàng kéo được khoảng nửa lượng máu ngay lập tức từ khi hắn mới bước ra, nhưng như một con boss thực sự, hắn không quan tâm và chém chết bạn ngay sau đó. Đây là một trong các con boss bạn có thể gặp khá sớm trong game nếu bạn quyết định đi theo quest chính. Nhưng nếu là vậy thì có lẽ đây là một trong những quyết định sai lầm của bạn, vì đây là một con boss không dễ nhằn tẹo nào. Mình thì khá tự tin việc thấy con boss này khó, không phải do quan điểm cá nhân mà nhiều người cũng phải công nhận là nó khó thật. Các động tác của Margit nhìn chung thì có vẻ chậm, nhưng chúng khá chính xác. Việc động tác tương đối chậm theo mình lại khiến con boss này khó hơn, vì sẽ khiến cho người chơi căn nhầm thời gian dễ dàng hơn. Giống như kiểu thanh gươm Damocles vậy, chả biết bao giờ nó rơi xuống, nên khiến người chơi vội vàng ẩn né sớm hoặc quá muộn. Ngoài cái động tác mà mỗi lần tấn công gây damage và HP, mà còn gây emotional damage, thì Margit còn giấu dao trong người, nên tự dưng đôi lúc mình bị chém một cách khó hiểu. Một điểm khiến con boss này khó nữa là bạn đánh trên cầu, hai bên là vực thẳm, vì vậy mà đôi khi bạn còn được lỡ chân nhảy xuống hoặc Margit đẩy bạn xuống nữa. Crucible Knight là một con boss bạn có thể bỏ qua hoàn toàn, nhưng nếu bạn thích thử cảm giác bị ăn hành là như thế nào thì bạn có thể thử đánh con boss này. Mình biết nhiều người bảo chơi parry con boss này thì khá là dễ, nhưng mà mình chơi parry khá tệ, vì vậy mà cách mình đánh con boss này là né. Mình đã phải mất đến 4 tiếng để thực sự đánh bại con boss này. Con boss này bạn sẽ không thể chủ động tấn công được vì hắn cầm cái khiên to khủng để chặn đa số damage mà bạn gây ra. Vì vậy mà muốn gây được damage thì bạn sẽ phải tận dụng những sơ hở của hắn khi hắn tấn công. Nhưng mà nói thì là vậy, chứ né đòn tấn công của hắn không phải là dễ, vì cái kiểu đánh delay một chút giống Margit khiến mình né vào kiếm nhiều hơn là né kiếm. Điểm mình ghét nhất có lẽ là giai đoạn 2 của con boss này. Cái việc con boss này dùng đuôi để quật lúc nào thực sự rất là khó đoán, cũng như việc moveset của nó gần như giai đoạn 1 khiến mình bị ngựa quen đường cũ và bị ăn damage oan bởi cái đuôi. Đấy còn là chưa kể đến việc nếu không chạy xa để uống máu thì nó dễ dàng lao lên và làm ảo thuật khiến lượng máu mình vừa hồi biến mất. Nói chung để đánh con boss này, âm 4 tiếng cuộc đời mình đã trôi qua. Nó như là khắc tinh của mình vậy, và vì thế mà nó đứng ở vị trí số 1 trong video này. Mình có bỏ qua con boss nào không? Nếu có thì các anh em hãy để lại comment ở dưới nhé. Và nếu các anh em đồng tình thì cũng hãy để lại comment ở dưới để cùng thảo luận nhé. Và nếu các anh em thích video này thì đừng ngại để lại một like, subscribe để ủng hộ cho Cảm Game nha. Còn bây giờ thì xin chào và see ya!